người biểu tình tuần hành trên đường phố tại thủ đô Mali, tin từ Mali. Hàng ngàn người tuần hành qua các đường phố tại thủ đô Mali của Maldives để ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Nasheed. Ông Nasheed hiện đang trú ngụ tại tòa đại sứ Ấn Độ. Minivan News cho biết là đã có ít nhất 5.000 người biểu tình, trong khi hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy cảnh sát chống bạo động mang dùi cui và lá chắn trên đường phố. Cảnh sát đã bắt giữ một số người, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Amin Faisal, cựu Bộ trưởng Nội vụ Hassan Afeth và đại diện của ông Nasheed tại Ủy ban Điều tra Quốc gia Ahmed Shaed. Ông Nasheed đã chạy vào cao ủy Ấn Độ tại thủ đô vào hôm thứ Tư khi cảnh sát tìm cách bắt giữ ông vì có liên quan tới một vụ việc tại tòa. Truyền thông địa phương đưa tin là có một số vụ đang đụng độ giữa những người ủng hộ và cảnh sát. Bất chấp tuyên bố của phát ngôn viên chính phủ vào hôm thứ Năm rằng ông Nasheed sẽ không bị bắt giữ nữa, đảng Dân chủ Maldives của ông Nasheed cho biết là ông sẽ vẫn ở lại tòa đại sứ vì những nguy hiểm ông phải đối mặt. Nếu ông Nasheed bị kết tội trong vụ xét xử, thì ông có thể bị cấm ra tranh cử tổng thống vào ngày 7 tháng 9.